Làm thế nào để nhận biết xu hướng của thị trường để gia tăng tỷ lệ chiến thắng trong trading? Cực kỳ đơn giản với IMA34 và 89. Welcome các anh em đã đến với Hub Crypto, kênh sharing kiến thức nhanh và hữu ích trong trading. Mình là Healer. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới anh em về một chỉ báo đó là IMA34 và 89. Về căn bản thì chỉ số này khá là quen thuộc với anh em trader của chúng ta. Nhưng làm sao để hiểu và sử dụng nó một cách hiệu quả? Cùng mình xem hết video này nhé. Ok, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về khái niệm của IMA là gì. IMA hay còn được gọi là đường trung bình động lũy thừa. Đây là chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân, dùng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ. Thì ngoài ra, IMA là một cản động biến đổi dựa theo giá và bám sát đường giá, nên IMA là một chỉ báo không thể thiếu trong giao dịch của anh em trader chúng ta. Vậy tại sao ta lại chọn IMA34 và 89 mà không phải là những con số khác như là IMA100 hay là IMA200 thì đều có ngụ ý cả. Ok, thì mình sẽ giới thiệu qua một xíu về sóng Elliott. Trong tổng một chu kỳ của sóng Elliott thì sẽ có 144 sóng hoàn chỉnh. Trong đó thì có 89 sóng chủ và 55 sóng điều chỉnh. Trong 55 sóng điều chỉnh đó lại có 34 sóng chủ và 21 sóng điều chỉnh nhỏ. Thì việc ta chọn 34 và 89 thì đều là sóng chủ cả, nhưng mà 89 là sóng chủ trong chu kỳ lớn, còn 34 là sóng chủ nhưng mà trong chu kỳ nhỏ. Vậy việc sử dụng MA34 kết hợp với 89 như nào sẽ hiệu quả thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Có các cách dùng như sau: giá đóng cửa và nằm trên IMA34 và 89 thì cho xu hướng tăng, và ngược lại, giá đóng cửa và nằm dưới IMA34 và 89 thì cho xu hướng giảm. Trường hợp thứ hai là IMA cắt lên IMA89 thì sẽ báo hiệu cho một xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại cũng vậy, IMA89 cắt xuống IMA34 tạo ra một xu hướng giảm ngắn hạn. Quy tắc sử dụng IMA là không giao dịch ngược xu hướng với IMA34 và 89 trên khung M15, đặc biệt là H4. Mình sử dụng IMA khi mà thị trường có một xu hướng rõ ràng, đó là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hành trên TradingView trên chart BTC đây luôn cho anh em, cũng như là hướng dẫn anh em cài đặt IMA34 và 89 như thế nào. Ok, thì mình sẽ vào indicator, anh em search IMA là sẽ ra. Mình sẽ chọn hai đường IMA nhé anh em. Ok, thì anh em sẽ vào cái setting này, chúng ta chỉnh lại một xíu thông số là sẽ có IMA34 nhé. Suộc là mình sẽ đỡ là close. Cái chỗ phương thức method này là anh em chỉnh sang IMA. Còn cái độ dài thì anh em sẽ chỉnh thành 34. Rồi tiếp một đường IMA nữa, anh em cũng chỉnh y chang như vậy, anh em chỉnh thành 89. Chỗ này anh em chỉnh thành IMA. Ok, thế là xong. Chúng ta chỉnh lại màu một xíu để cho dễ nhận diện nhé. Ok, thì chúng ta đã có hai đường IMA34 và 89 như trên cái chart mình ở đây. Thì quy tắc sử dụng nó cũng khá là đơn giản thôi. Giá đóng cửa và nằm trên IMA thì sẽ cho một xu hướng tăng. Còn giá đóng cửa và nằm dưới IMA sẽ cho một xu hướng giảm. Ok, anh em có thể thấy đây. Thì chúng ta sẽ đánh theo nguyên tắc không được đánh ngược theo xu hướng, có nghĩa là trên M15 cứ giá nằm trên IMA34 và 89 thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm entry và setup một cái lệnh long. Còn ngược lại, mà giá nằm dưới IMA34 và 89 trên M15 hoặc đặc biệt là khung H4 thì chúng ta sẽ tìm những cái khung nhỏ hơn và tìm những cái entry short. Ok, thì thực sự là IMA34 và 89 nó sẽ thực sự hiệu quả khi mà thị trường có sóng rõ ràng, một là sóng tăng, hai là sóng giảm, thì cái việc mà áp dụng IMA34 và 89 khá là hiệu quả. Còn trong những cái lúc mà thị trường sideways như ở đây, anh em có thể thấy đây, thì IMA nó sẽ không có hiệu quả, không còn hiệu quả nữa. Những lúc này thì anh em có thể là chọn đứng ngoài, hoặc là không giao dịch, hoặc là giao dịch theo một cái phương pháp hoặc là một cái chỉ báo nào khác. Đây, anh em có thể thấy đây, giá khi mà IMA34 và 89 cắt nhau, giá nằm trên thì cho một cái xu hướng tăng. Anh em có thấy nó tăng một mạch từ cái vùng này, khi mà vừa đóng cửa giá chạm IMA34 và bật lên, rồi lại tiếp tục đi ngang vào đây tìm lại cái đường dây IMA34, xong tiếp tục lại bật lên. Ok, nó cũng khá là dễ để mà anh em sử dụng và làm quen. Ok, đây là trên khung H4 thì
mình sẽ follow, đó là hai khung H4 và 15 theo cái đường dây MA34 và 89. Đây anh em có thể thấy đây, một nhịp mà giá nó đã từ ở dưới đây nó cố gắng đẩy mạnh lên, và có một cây nến Marubozu ở đây nó đã đóng cửa trên cái dây MA89 và trên cái dây MA34 luôn. Thì sau đó nó có hành vi tìm lại chạm dây MA34 và bật lên khá là mạnh mẽ ở đây. Ok, thì đây là cái trường hợp cho một cái xu hướng tăng và có sóng, là sóng sóng tăng ở đây. Mình sẽ tìm một cái đây. Đây là xu hướng giảm anh em thấy đây. Giá trước đó thì đi ngang và nằm trên MA34 89, sau đó đi xuống và lại tiếp tục đi ngang. Sau đó hai đường dây MA34 và 89 cắt nhau và có nến giao dịch sideways dưới MA34 và 89. Sau đó là có một nhịp rơi mạnh ở đây. Rõ ràng là giá nằm dưới thì cho xuống giảm thì mình sọt là đúng đúng anh em. Sau đó giá lại có hành vi tiếp tục là đi ngang ở đây, tìm lại cái đường dây MA34 ở đây rồi lại tiếp tục rơi. Nói chung thì lý thuyết là như vậy, cũng khá là đơn giản. Anh em chỉ cần để ý theo cách mình hướng dẫn cũng như là setting cài đặt MA34 và 89 trên chart thì sẽ là dễ dàng để mà trade thôi. Ok nhé anh em. Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói sơ qua một chút về cái việc mà sử dụng MA34 89 cộng với việc kết hợp sử dụng sóng Elliott ở đây. Ví dụ như cái cơn sóng của BTC từ đâu đó 15.800 lên cho tới 24.600 đúng không? Ok, anh em có thể thấy đây, từ đây đúng không? Lên tới 18.1 là sóng 1, sau đó lại điều chỉnh về đây là 16.5, rồi sideways một hồi đúng không? Rồi lại bật lên mạnh mẽ thành sóng 3 ở đây. ATH của nó là quanh 23.800. Sau đó một nhịp hồi về sóng 4 ở đây là 1.300, rồi tiếp tục sóng 5 ở đây. Thì y như nãy mình đã chia sẻ đúng không? Trong sóng Elliott thì có 144 sóng. Đây, các nguyên tắc của nó là đây, là sóng 3 là trong sóng Elliott thì sóng 3 là sóng dài nhất. Và đỉnh của sóng 1 không được chạm đáy của sóng 4. Và nếu như mà sóng 2 sideways mà đi giãn thì sóng 4 sẽ gấp. Anh em thấy không? Nó đúng trong mọi trường hợp của sóng Elliott. Sóng 2 anh em có thấy là nó sau khi mà rơi từ về, nó rơi từ cái vùng 18.200 về 16.300, sau đó lại sideways rất nhiều ngày để mà gom hàng lại được cái vùng mà nó xả ở đây. Sau đó lại bùm lên cực kỳ mạnh là sóng 3 đây. Sóng 3 là dài nhất trong năm sóng. Rồi sóng 4. Sóng 4 ở đây từ 23.800 nó về lại 21.500, thì anh em có thể thấy sóng 2 nó đã sideways, nó đã giãn như này đúng không? Thì sóng 4 bắt buộc nó phải gấp như này. Nhưng mà tương đối thôi nha anh em, không có gì là chính xác cả đâu. Thì sóng 5, tiếp tục sóng 5, nó lại bật lên trở đây và break cao ở cái sóng 3 này và tạo ATH ở 25.200, và tiếp tục chạy mô hình sóng điều chỉnh ABC. Thì sau khi mà Elliott chạy đủ 5 sóng đẩy 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ tiếp tục là chạy 3 sóng ABC đây. Đó, khi mà chạy xong rồi thì nó lại tiếp tục tìm những cái, bắt đầu một cái mô hình sóng Elliott mới. Thì đây, IMA đúng không? Anh em có thấy một nhịp hồi lên đây, sau đó lại hồi về, đi ngang. Thì cái việc mà anh em canh long đúng không? Thì đây, anh em có thấy là khi mà giá nó rất cao cái vùng này, đóng cửa trên MA34 và 89 luôn. Mình sẽ zoom to lên cho em thấy nha. Đây là cái cây nến đây nè, nó đã break cao và đóng nến trên MA34 và 89 trên khung daily. Thì có phải là mình đã nói đúng không? Mình giao dịch theo MA34 và 89, khi mà giá đóng cửa và đóng nến trên 2 giây MA34 và 89 thì xác nhận cho xu hướng tăng. Thì nó tăng một mạch luôn từ đây lên tới đây. Rồi hai đường IMA lại có cái xu hướng cắt nhau như này nữa. Có phải là hai tín hiệu để mà mạnh mẽ để mình mua vô đúng không anh em? Đó, thì cái việc mà nhìn ra sóng thì cũng dễ như vậy thôi, kết hợp với IMA34 và 89. Sau đó mình sẽ chuyển sang khung nhỏ hơn để mà mình tìm cái entry đẹp để mà mình mua. Ok nhé anh em. Việc sử dụng các
chi báo cũng như là các công cụ hỗ trợ đều mang tính chất xác suất. Anh em vui lòng tham khảo thêm các tín hiệu khác bên ngoài để tăng thêm tỷ lệ chiến thắng trong trading. Cuối cùng, cảm ơn tất cả anh em đã xem video tới giờ phút này. Nếu như anh em cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho Hot Crypto một like và một subscribe. Mình sẽ có động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Chúc anh em trade và kiếm được thật nhiều tiền trên thị trường crypto này. Và bye bye anh em.